Quan Thủ Tư Quy chào cô chú và các anh chị. Thì hôm nay anh em tụi con đến đây trao một phần quà cho các mạnh thường quân gửi cho anh Ngọc có nhà. Hôm ở đây mưa nhiều không anh? Quá em không có vô nhà ngồi để cho nó sạch sẽ cho nó chuyện với anh chứ đâu đi ra được đâu, nãy giờ về nằm ở trong nhà không à. Dạ thích đi ra ngoài nè, mình kiếm mấy cái tảng đá đồ mình lót cái đường ấy ra vô, có ngồi cũng đập ba cái cục đó đó đào lên mình lấy ba cái bê tông đó mình gãi. Thì qua những cái video mà em đăng thì cũng có nhiều cô chú anh chị như là quan tâm tới anh nhiều. Thứ nhất là mong anh có được cái công việc gì đó làm. Cái thứ hai nữa là anh phải có cái chỗ ổn định, chỗ ở ổn định. Như hôm qua thì anh chia sẻ là anh định gặp ông chủ anh mua cái chỗ đó để làm một cái chòi cái nhà gì đó. Nhưng mà theo cái hướng trước mắt là mình ở nhà trọ được không anh? Ở nhà trọ thấy là đi chứ không ở không lẽ bây giờ nếu cô chú cho thì mình lấy hoài. Thì trong một khoảng thời gian nào đó thì anh có công việc làm, thì lúc nào anh làm được công việc ổn định thì anh nói là anh đóng được thì thôi. Thì ở đây nó ấy hơn, thầy vợ nó cũng tới lui hoài đây chứ không lẽ mình về mình đi nữa mới mắc nữa. Em nghĩ là khi anh đi thì anh luôn lương hương anh gọi chị đi theo. Sợ không biết nó có chịu thì không. Tại vì bên kênh em thì có một cô ở bên Mỹ á, là nếu mà anh kiểu như là cô thấy anh ở cái nhà như vậy á thì cô cũng sốc lắm. Với lại mùa mưa đầu này kia rồi nước ngập rồi mưa tạt rồi kia, cô muốn hỗ trợ cho anh có một cái chỗ ở trọ. Thôi ở gì cũng được rồi nên đó giờ sao thì mình ở vậy đi chứ. Này kia mất không rồi người ta nói này kia lắm. Dạ. Có nghĩa là ý anh muốn là anh khi nào anh làm được có tiền, anh đóng được tiền trọ thì anh mới ra ngoài anh ở. Còn giờ nếu mà nhờ vả vào cô chú anh chị thì anh cảm thấy nhiều ngại đúng không? Bản thân em cũng thấy điều đó, nhưng mà có một cái là cô chú giúp thì anh nên nhận, tại vì dù gì cũng có cái chỗ để cho thờ cúng mi nó không có mưa lùa gió tạt anh. Thì vợ nó cũng rồi phái thích ở đây à. Dạ. Chứ khi nó đi mình đi chỗ này chỗ kia đó. Dạ. Rồi nó vắng giống khi cái hồn nó cũng còn vòng vòng ở đây. Dạ. Ít nhà nó mà không về nữa mà. Dạ. Tại vì cô đó thì hỏi em tại sao mà, tại vì em cũng có trả lời là nói là anh Ngọc có nguyện vọng của anh Ngọc là muốn ở đây. Nhưng mà bữa nay thì đó là câu trả lời của anh Ngọc. Tại vì bây giờ anh chưa có đi làm được ra tiền, chứ hơn nữa là cái tâm nguyện của My là trước là muốn ở đây, cho nên là anh ở đây thôi. Thì có một cái cơ hội nào đó hay là công việc ổn định nào đó thì anh mua được cái mảnh đất nhỏ nhỏ ngay chỗ của ông chủ vườn nè, cái mình xúm nhau mình dựng cái chòi nhỏ nhỏ xinh xinh, còn có một quả tim vàng nói vui thôi. Thì hôm nay em đến đây là báo cho anh một cái tin vui, là có một chị Việt Kiều Mỹ, chị Vi á, ở Mỹ có gửi cho anh một món quà. Cả nhà mình có xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ Quan Thủ và chị Quan Thủ xin một like cả nhà. Thì chị Vi có gửi em là 200 đô, thì 50 đô đó em sẽ để dành để kiểu như là hỗ trợ cho anh trong cái công việc là anh mua bán làm cái ba ga xe. Hôm qua nói là làm cái ba ga xe là mình mua có sẵn mình đi hàng anh. Mình mua tại cũng có anh thức anh nói nữa rồi khỏi kêu lấy cái xe đi hàng mà thôi thổi. Dạ. Hàng kia rồi lát mình cắt cái yên ra thế nữa. Dạ. Nó khó khăn lắm. Như vậy là mình mua người ta có sẵn cái mình gắn vô. Rồi. Tới cái tiện kiểu như anh đổ xăng đúng không? Rồi. Chứ không lẽ mỗi lần đổ xăng mình đem chìa khóa rồi mở lết rồi theo rồi nó cũng bất tiện. Đó mình kẹp vô hai bên ông nè. Dạ dạ. Bốn cái chân đó, bốn cái đầu kẹp đó. Dạ. Cái hàng bốn cái sắt lên để thùng vô cái rồi. Em hỏi anh một câu nhỏ nè, anh đừng nói ai nghe hết trơn nha. Anh có ngại khi giờ đó bán không mắc cỡ không?
gặp gái rồi lại mua hay như thế nào, đông người nào? Giờ tại em thấy anh ở đây nè, anh ra mua bán cái tình hình anh như thế nào, mừng hay là ngại hay là như thế nào, anh diễn đi cũng, đi ra bán cũng vui đó, khi gặp mấy đứa gái thì lại mua nước thì từ từ mình cũng quay mặt cho khác. Bây giờ gãy đầu. Ý em nói là anh có ngại tiếp xúc với nhiều người khi mà anh mua bán, rồi nào giờ anh có mua bán nước có bán gì không? Không. Cũng hơi bỡ ngỡ anh ha. Thôi bây giờ mình cố gắng ha. Cũng hơi ngại. Bây giờ trước mắt thì em sẽ trao cho anh cái phần quà của chị Quy. Chị Quy ở bên Mỹ có gửi đó. Thì hôm qua em đổi là 23.000 mấy trăm đô á. Thì cộng ra của anh là 3.471.000. Đây, anh nhận giúp em. Cảm ơn chị Quy, chúc chị Quy dồi dào sức khỏe, gặp nhiều niềm vui nha chị Quy. Dạ. Anh đếm giúp em coi có đủ không, nãy giờ em cũng đổ xăng tùm lum hết vậy, khoảng 3.471.000 không? Tức nghĩa là 1 đô là được 23.000 mấy trăm, chứ không phải là 23.000 mấy trăm đô, nó lộn là bạch cho mình luôn. 23.000 mấy trăm. Đó là một cái đó là 150 đô của chị Vy gửi cho anh. Thì em cũng thay mặt anh Ngọc, thay mặt gia đình Ngọc cũng cảm ơn chị Vy rất là nhiều. Cũng đã quan tâm cũng như chia sẻ đến hoàn cảnh của anh Ngọc. Hy vọng là đây là cái số vốn để anh Ngọc sau này mua bán hay làm gì đó để có một cuộc sống tốt hơn ở phía trước. Thế nhiều nhiều nữa mua 40 cột để lên cái mã. Có nghĩa là mình mua 40 cột thì phải ton đó anh hả? Dạ, ấy che cho vợ nó mát được rồi. Là mình làm giống như cái nhà mồ. Che thôi. Mồ thì đâu mà làm 40 cột đó mình làm miếng tôn che thôi. Cái đấy mình lại 4 cây cột đó, lại cái ngay mã 4 góc đó cho mình vợ. Mình dựng lên 4 cây cột cái mình làm cái mái mình che trên cái gọi. Che trên cho vợ cho mát. Cái đó là 4 cây cột mình phải mua xà gồ ngang ngang vậy nè. Cái măng cây lên. Thôi mình khổ của mình chặt cây cái tràm mình đó mình mua 4 cây tràm được rồi. Xà gồ cũng rẻ anh. Có mấy trăm ngàn cây, cây 6 mét thì cái đó không tiền chứ mấy trăm ngàn. Đây là như đây là mua ton nữa nè. Là như đây đủ nha, đủ á, em mua, làm đủ á nha. Thì mua ton. Mua ton cái đó cái mồ mình che cho chồng Ngọc luôn, cái chồng My luôn. Dạ. Thì bề ngang đó khoảng 4 mét anh ha. Dạ. Rồi, 4 mét thì là 4 miếng ton. 4 miếng ton rồi đó dài chừng 2-3 mét gì. 4 miếng ton dài 3 mét. Ton bây giờ là bên năm em khoảng 150-160.000 mét á. Mình thì có nhiều che cho nó nhiều đi. Dài 3 mét hả? Là một miếng 3 mét, miếng là ra 400 mấy ngàn. 3 miếng đó là 1.2-1.3 triệu cho 1.5 triệu đi. 1.5 triệu Sài Gòn để coi ngang 4 mét, 3 cây thì 12 là 2 cây Sài Gòn. 2 cây Sài Gòn là 400 cây đi, cho 300 mấy em cho 400 đó là 900 nữa là 2.1 triệu nha. 2.1 triệu rồi 4 cây trụ này là em đổ có 1 triệu đồng là 3.1 triệu, còn dư mấy chục ngàn bánh đó. Nói vui thôi, thì cái này là tiền của chị Quy cho anh. Anh sử dụng vào mục đích gì là chuyện của anh. Có nói hồi cho mát để bây giờ cái mã chảnh không có ai dọn dẹp chùi lao dê xình không mà dưới nền nó xình ghê lắm. Ấy cái mã xây đồ 2 mấy triệu mà không có ấy nền gì, không có cán, không có lót gạch gì nền trên không xịn rồi bày nhảy đến rồi thở nữa ấy kìa, sợ đó chưa lên xịn lắm xịn rồi nước ba cái xịn ma nước đó, nó ăn vô có lỗ cái đó mình có tiền mình làm lại cho nó còn chừng năm ha. Đợi bên bển mẹ nó không lo thôi, mình lo hết rồi xong cho nó rồi thôi. Mấy bữa nay anh Ngọc có ra thăm mẹ của chị có đi. Hôm có đi đi cũng đi luôn ha. Đi có mấy anh kia kìa, tôi cũng chưa cày mấy anh kia ấn chạy đầu. Mà cái đường nó vô em nghĩ là nó vô một lần tối ghê tối sợ quá, nó nhất là nó tối, thứ hai là nó thưa nhà, thứ ba là xung quanh nó cây rất là bịch luôn, cây mà tối hù ngày thứ hai đường đó mà mưa đi xình hôm là đi dò cắn xình chứ đâu có khô đâu. Cái hôm bữa mà ra mà mình cho đi xong mình đi ra là em ra đi mặt không thấy đường tối quá không thấy sợ tối hùa chứ. Hôm còn tối ác nữa tại hôm là nhờ người ta đang ấy, người ta có gắn đèn đúng không, với anh em đang gọi đèn đó. Còn bây giờ tối
em hỏi một câu là nếu như một mình anh không có ai hết trơn á, đêm anh dám đi chơi không? Trả lời nhanh giống suy nghĩ cho vậy. Không. Anh Ngọc trong hoa không có chú chị. Rồi có mấy mã dòng xung quanh nữa thì có anh lên vợ thì mình không sợ rồi. Dạ. Có mấy mã này kia kế kế thì đó, ghê. Nói chung đi mà đi gặp ba đó ớn thì sợ. Dạ. Giờ mấy mã đi.